Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy là rồi. Kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ra, nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cũng tự thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em tại vì em sợ ma lắm. Đó rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi. Rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng vậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức. Anh tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối mặt với chính mình. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng vai người tử tế là đúng rồi. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng sao không làm gì, tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn tới sáng. Dạ rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt, nhưng mà đâu có nghĩ là trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà rồi. Ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đất này trai đẹp nhiều lắm. Ôi, cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á, nghe là răng răng. Em bay vô liền. Em nhắn tin. Em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn lúc có đó. Phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chit chat với những phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á, là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Hết. Dạ, nhưng mà em nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, là anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đón. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Im luôn chị. Im một phát, một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á, thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh có hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia ảnh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu bia vậy không?
Dạ không. Dạ không. Sau tăng 2 đó thì tới tăng 3. Tăng 3 thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? À, có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa, không có mở đâu. Mẹ em khó lắm. Mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được bây giờ. Đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi, coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga, nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cũng tử thế vậy đó. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn. Mình ngủ luôn, ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức, em tức cho mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ đó. Dạ, nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ đó. Dạ, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng luôn. Dạ. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt. Chắc mình phải tìm hiểu. Ghi điểm đó, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường, hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường, ổng quay đầu vậy? Xe, ổng bay về luôn rồi. Ổng sao quá. Em rồi, em nói thôi, giờ nhà em có việc. Thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style, bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công người dạ. Em không công công dạ, đúng nữa. Đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống bê đê quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má đó, môi đỏ chói. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 hay không á. Dạ, xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hơn. Dạ, ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em á rất là hợp, mà và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời với đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em
lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà, có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu nhỏ lại đó. Dạ ghe, mà ghe nhỏ lại như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc là bắt đầu em bị tuột cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ. Nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải chở đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được hai năm. Hai năm có đó. Em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đang bị gặp mặt đó. Sao xem? Có tật xấu gì không xem? Thú vị lắm nè. Tật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi. Thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ mà chút đi, để chút đi, từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm thì em mới càm ràm. Còn gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm. Là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm. Như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfriend hết đúng không? Dạ, coi như là không có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đúng không? Dạ dạ, cũng tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách xả lai luôn. Ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịn cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm. Lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Ủa tính. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái liếc qua ông bên rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè.
Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn. Dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó. Đó, rồi. Nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ, vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó. Chừng nào mơ mà có mơ thường xuyên không? Dạ, lâu lâu thôi. Lâu lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có không? Có, ngủ nằm kế em mà kêu. Mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu không ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem bem. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được rồi, đâu. Bớt cái lem bem đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt anh lẩm nhảm giùm em đi, tại vì có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lẩm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Đó. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á, thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Chứ bình thường ăn cơm có tiệm không? Ủa con hay mấy tháng? Quải quá phải không? Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Đâm ra cái đó là mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm với vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai, mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo. Lật ngược thế cờ dạ, đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ. 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 Rồi, xin rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Dạ. Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Thuận. Chào mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên Nguyễn Thị Trang. Con năm nay là ba mấy già rồi sáu ba già 35 tuổi. Hiện tại là ở nhà là con đi bán online thôi. Dạ trước tiên con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh, dạ chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Lê Khâm, nghề nghiệp là diễn viên. Dạ bây giờ em mùa dịch Covid ở nhà phụ bà xã, dạ bán hàng online. Những mặt hàng em có như là da ua, ăn giặt, cơm trái. Thì là anh là biết Khâm rất nhiều. Dạ. Và sau này tự nhiên đụng cái thấy Khâm có vợ, anh dạ. Rất là bất ngờ. Thì dạ. Bây giờ anh rất muốn biết và khán giả cũng rất muốn biết là vì lý do gì mà hai em gặp nhau. Dạ. Và lần đầu tiên gặp nhau thì vợ em có ấn tượng gì về em hay không? Và ngược lại. Dạ lần đầu tiên gặp vợ là ở trong phòng bác. Có nghĩa là đột nhập vô phòng ta vậy không? Dạ, cũng phải có tay trong tay ngoài cũng dẫn dắt được. Con mới nhờ một cái thằng bạn đó, nó có con bồ. Con bồ ở chung với lại bả, nó kêu để nó giới thiệu cho. Xong nó dẫn đâu mày nói thiệt nó giỡn. Nó thiệt, phòng tao tới 5 con ở chung lận. Trong đó có con bồ tao mày né ra thôi. Còn như mày muốn tán là mày tán. Dạ, xong dẫn về thì nghĩa một nùi. Dạ, một người thì mụng nhiều, một người thì ốm như cò ma, một người thì mập như cái thùng phi, một người thì không có nói gì hết. Dạ còn một người nó thì bồ đó rồi. Dạ còn người không nói gì là bà đó. Dạ dạ không nói gì trơn á, nhưng mà nhìn qua là biết là một người để ý, một người đảm đang. Bởi vì con nhìn thấy cái bờ vai hơi bự, tai hơi to. Là một người gánh vác được công việc nhà. Chà, hay dạ. Quá. Nhìn cái đôi bàn tay cũng hơi thô kệch. Này không phải là cái xấu, nhưng mà cái này là cái tốt từ ở trong nôi. Rồi, nói tóm lại là lần đầu tiên em gặp cô gái này thích liền. Ấn tượng với cổ, thích liền. Dạ. Rồi, mà còn em thì sao Trang? Dạ, em mới đầu gặp anh cũng đi vô phòng vậy đó. Xong cái rồi em ngồi em nói chuyện, nói hết người này tới người kia em đâu có nói đâu. Ông nói nhiều lắm đúng không? Dạ nói nhiều, gặp ai cũng nói đó. Nhưng mà lúc đó con có thấy anh này duyên dáng, rồi ảnh mắc cười, ảnh hài hước không? Thì con chỉ thấy là vô mà gặp ai cũng nói chuyện được hết vậy trời. Hay là mình thấy kỳ, là một người từ hành tinh khác. Mình thấy kỳ. Cảm giác của con lúc đó là như thế nào? Mới đầu là con thấy vô duyên á. Tự nhiên mà mình để cho người ta nói mình vô duyên. Nó không nói là thăm. Trong khi là phòng người khác chưa?
Dạ không biết. Từng coi anh diễn chưa? Không biết. Dạ chưa luôn. À hèn gì chứ coi rồi là dính liền, không cần phải phán xét luôn. Như vậy cái tình cảm của hai em nó phát triển từ khi nào? Dạ thì không phải qua phỏng gái tao hoài. Dạ đúng, không có qua hoài được. Mà mỗi lần qua mình phải để một cái điểm gì đó. Thả một cái gì đó rồi về. Là thả cái gì nè? Thì xuống thì mình cũng gọi là để tâm chút xíu về đặc biệt có ấy hơn người khác. Đó, ví dụ như để gói xôi. Để cái bánh đó. Hay để viên kẹo nhỏ nhỏ thôi. Để hoài thế là dính đúng không? Dạ chắc vậy. Lúc đó là con đang học ở đâu? Dạ con đang học ở dưới quận 2 cơ. Mà lúc đó Khâm ở đâu? Dạ con ở trên Bình Thạnh á. Từ Bình Thạnh qua quận 2 thì cũng gần. Qua quận 2 cũng gần mà đâu gần hung hả? Không dạ hồi đó đi bộ với xe đạp không à. Đó có xe máy. Chà vậy là xa lắc à. Dạ chưa có xe buýt nữa mà. Nhưng mà cái lúc đó là em nó đi diễn rồi đúng không Khâm? Dạ lúc đó là mới chập chững vô thôi. Rồi mỗi lần đi diễn như vậy á thì có chở theo fan này đi theo không? Dạ fan này là đầu tiên em chở đi theo luôn. Những lần mà đi theo vậy có sự cố nào về xe cộ không? Dạ có chứ. Hồi đó thì sự cố hơi nhiều. Thì nhớ một buổi trưa đi diễn xong chở vào đi, xong rồi cái đi về cái nửa đường nhớ là tới đường Võ Văn Tần nó nổ lốp xe cái đồng. Rồi xong ta banh cái ruột ra là nó tét một khúc kìa. Nó tét một khúc bự chà bá gì luôn, nói bây giờ anh giá giùm em được không? Nó giặt ra nó cái này có thay chứ giá gì nữa mà giá. Xong cái giờ hỏi anh thay cái này nhiêu anh. Anh nói cái này mà thay mới cũng 35 ngàn. Lúc đó 35 ngàn còn lớn con. Bởi vì xăng lúc đó có 5 ngàn lít à. Đúng rồi. 35 ngàn. Xong cái dập túi ra đâu có 8 ngàn. Cái quay qua bà đang ngồi trên lề đường. Em có tiền không? Giờ người ta thay này 35 ngàn mà không có tiền. Thay đi. Thay đi. Xong cái dạ chú thay em con. Đi làm cái năm trời mà không có đủ tiền để thay cái lốp xe. Coi như là lúc bà đó nói, là bà nói câu đó. Dạ. Cho nên là con nhớ. Lúc đó là trong túi con có nhiêu tiền Trang? Dạ, con cũng không biết nữa. Chắc cũng cỡ 36 nè. Nhưng mà chắc là đủ thay lốp xe. Nhưng mà lúc đó thì cái tình cảm của hai em á là nó phát triển tới đâu nè? Trên dạ. Tình bạn chưa? À, lúc đó thì là cũng trên tình bạn cỡ 80. Rồi khi nào thì hai em mới chính thức quen nhau nè? Sau đó khoảng thời gian cũng phải là vài tháng. Lúc đó là mẹ cũng vào rồi được vài lần. Em cũng gặp mẹ thì nói chung á, lúc đó bà cũng nhiều người để ý lắm. Nhiều người để ý mà nhiều người đẹp trai và cao ráo hơn con nhiều. Mình cũng mạnh mẽ lắm mới chiến thắng được những con người đó. Rồi con cũng lấy lòng được mẹ sớm. Mẹ nói thằng này nó chịu khó nè, nó dễ thương nè, nhà gia giáo nè. Thôi chịu nó đi con. Dạ sau này mẹ kể vậy. Mới chịu đúng không? Mới chịu, dạ. Nhưng mà cô hỏi nè. Rồi Khâm á, nó làm nghệ thuật vậy chứ mà nó có lãng mạn không? Mỗi một mùa lễ Tết đến là nó tặng bông tặng hoa xong nó quỳ xuống rồi nó nói là anh yêu em hay này kia nọ. Trời ơi, ông đứng mà tao không thấy đâu, quỳ xuống nữa ai thấy. Bụng miếng quá à. Chặt đó. Sao này Trang, dạ. Anh ấy có lãng mạn không? Dạ người vậy mà không có cái gì hết trơn á. Không có hoa, không có quà hay lễ Tết cũng không có chở đi chơi gì luôn á. Cũng không có một lời nói mà giống như trong phim Hàn Quốc. Không có luôn á hả? Dạ có. Nói chứ không có sao được. Ví dụ như ngày Valentine á. Valentine á. Thì con cũng bắt trước mua bông, sô-cô-la, sờ đồ. Gì là có mà Trang. Dạ, nhưng mà mua về cái bà hỏi tiền mua bông để làm cái gì? Thà để tiền ăn cái gì, mua bông làm gì? Đem bông về bỏ cho mà mua chi? Vậy thì giờ mình không đi ra con cũng bị mua chột. Dạ. Đó là đời đầu đúng không? Cái đời mà chưa cưới đúng không? Dạ đời chưa cưới đó. À, nói nào ngay thì là lúc mà quen á thì nó chứ mình gù cũng ghệ mà cũng phải dày công. Ngày lợi dụng ngày lễ để được gần vui muốn chết sao không? Dạ thì ngày lễ cũng chở đi chơi rồi rủ đi ăn, ăn ốc, ăn hủ tiếu dọc đường cũng là ăn. Khi mà cưới về rồi thì những ngày đó là không quên. Dạ nhưng mà trừ khi là cãi lộn thôi. Không có quà nhưng mà lén. Dạ lên trên giường á rồi cái con nhớ có một lần là mua chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng đó. Vàng dạ. Sinh nhật. Một lần duy nhất. Mua chiếc nhẫn vàng xong rồi gói dễ thương này kia. Xong rồi đem vô trong cái mền đắp lại. Trên giường đắp lại coi như không có gì. Tối lên cái con giá đòn đi ra ngoài. Cái ở nhà dỡ ra cái lấy chụp hình. Cho mình này kia nọ. Và cuối cùng lấy cắt rồi. Nhẫn làm của đó phải không? Dạ. Nhẫn đeo đúng không? Dạ cũng đeo làm của được. Sao lúc cái con sao Trang? Con thấy con ta thấy sao? Con thấy mắc cười thôi, thấy ngộ thôi. Thường là ngày lễ hay là sinh nhật đồ không có nhớ. Dạ nhưng mà tự nhiên bữa nay thấy cái
Ờ, chuyện lạ. Xong con lấy con dấu luôn. Rồi nói nghe nè, hai đứa là mấy đứa rồi? Dạ, tụi con có một bé. Ủa, tụi em cưới nhau là bao lâu? Dạ, tính tới hôm nay là được 8 năm, 9 năm. Bé mấy tuổi rồi cưng? Dạ, bé nhà em được dạ 5 tuổi. 5 tuổi, con trai đúng không? Dạ, con trai. Y chang khăm mà vui lắm. Bây giờ đến cái phần này hấp dẫn nè. Dạ, đúng rồi đó. Chắc hai đứa chắc thích lắm nè. Ai hồi giật mặt á khăm. Giật mặt đó em. Thôi giờ ưu tiên cho em trước đó. À, anh ấy có tật xấu gì không? Em đã xấu rồi mà cái tật xấu gì nữa, em tật đẹp không à? Cái hồi mới quen á thì không biết, tại vì lâu lâu thì mới gặp thôi thì không có biết. Xong rồi cái sau này em về ở chung á thì mới lòi ra nhiều lắm. Thứ nhất là bừa bộn nè, đụng đâu là thấy đó nè. Có cái này nè, con đẻ ra nó y chang nhỏng luôn. Vô phòng ngủ á, mà không ngủ trước tiên á, do một tiếng động gì đó. Đó xong rồi mới ngủ được. Một cái tật của rất nhiều là hai cha con á. Hai cha con cùng hai cha con. Ngủ á thì con nó nằm chính giữa rồi, mẹ nằm bên đây. Bà vẫn thọt cái chân quay bên gì nè, gác cho bằng được. Thôi thì để con gác không, không chịu. Cha phải gác lên nữa, rồi mới ngủ. Cái số em là số gánh giác đó. Cái khi mà thấy con đang ngồi đó, con làm cái gì cũng vậy. Về có cái áo cởi ra, cứ thảy vô vậy, thảy vô trên người mình, thảy từ trên thảy xuống. Có chùm đầu con không? Có lúc chùm đầu luôn á. Kinh khủng. Em bạo không? Hay là em thấy đáng yêu? Mới đầu thì hơi bực mình, nhưng mà làm riết là quen luôn. Bây giờ không thảy không cho hửi chịu quá nổi. Bây giờ mà về không thảy là thấy hơi lạ lạ. À, còn gì nữa nè? Mê game nhá. Không? Ừ, tật xấu. Mê mạng xã hội không? Dạ, khói mạng xã hội lắm. Lướt coi thử người ta làm cái gì, lướt. Chắc là người đẹp không quá đúng không? Hay em đã xấu rồi, phải em phải người đẹp thôi. Không phải là người đẹp nữa mà khỉ cũng coi, mà chó cũng coi, mèo cũng coi luôn. Cứ ngồi coi mà trong khi đó mình đang nấu ăn, cứ ngồi coi cười hả 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 mà tức cái mình luôn á. Nếu vậy thằng Khâm nó quá hay, nó chỉ có chút xíu gọi là bừa bộn thôi đúng không? Ông cũng cọc tính lắm. Ví dụ như ông đang làm cái gì đó đi, ông tập trung ông làm, cái con nấu cơm xong, cái anh ơi ăn cơm, không nghe trả lời, xong cái con bới cơm lên để tại chỗ, anh ơi ăn cơm đi, cũng không nói năng gì luôn, lát nữa con ra ăn thấy tao cơm, nguội gấp cái để đó, cái nói ông, cái là ông la lại, ông nhăn tật xấu đó con, tật xấu, có nghĩa là con bị một cái là con rất là tập trung vào việc mà con đang chú tâm, nên là ai làm xung quanh con không biết. Có đợt là con làm điện thoại đó, con còn làm điện thoại thì con phải tìm hiểu các cái phần mềm của điện thoại để sửa lỗi phần mềm. Thì con tự con ngồi con học trên máy tính đó, bà ngồi bà nấu ăn xong cái bà đem cơm ra, bà kêu ăn cơm đi, con không biết. Lần thứ hai bà đem ra, bà ra bà nhắc nữa là cũng phải là nửa tiếng, con không biết. Lần thứ ba bà ra bà hổ bự lắm đó, cơm nấu ra không ăn, để khô nguội ai sao ăn. Em quay qua thấy làm gì đây không? Trời ơi, cái mà không kinh khủng. Nó xong là quay vô làm tiếp tục làm. Nghĩa là con say việc, say việc. Hôm nay mới biết được cái tánh khí của thằng Khâm. Đó, nó làm chung mình, nhưng mình chỉ nghĩ là nó hiền lắm. Khâm hiền mà. Con bóp mẻ vợ con đi, con nói có thật đó. Xấu gì không? Dạ, hay càm ram. Nha, càm ram. Có một cái dở là không có hiểu, con không có hiểu em. Em bị cái bệnh đó là bị đau bao tử. Mỗi lần đói là tay chân run rẩy liền con. Đói là phải ăn liền. Bà không nấu thì lấy gì con ăn? Con đi ra ngoài ăn, bữa thèm cơm mới đây chứ đâu. Thèm cơm về đi chợ rồi hết rồi, thấy bà bận bờ biểu. Thôi em ngừng tay nấu cho anh chén canh ăn cơm được không? Không. Trời, con tức nổi máu điên lên. Vô lấy cái đồ nấu canh chua quăng cả đống. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài không ăn uống gì hết, nguyên ngày không ăn uống gì hết. Đi vòng về thấy bà nấu bà xách nồi cơm lên rồi. Thôi cũng kệ, chứ biết sao giờ. Nhưng mà tính của con rất là nóng. Còn bà thì cũng nóng như lửa vậy đó, bà mang quả mà có, dạ bà thiêu con dữ lắm. Tức là vợ con có hay có ngọt ngào với con không? Dạ không có cô. Có nghĩa là một người vợ không ngọt ngào và một người chồng không lãng mạn. Và hai người cùng nóng tính như nhau. Dạ. Mà ở với nhau đâu cũng một thập kỷ như vậy là quá hay. Có nghĩa là ở đây ý cô muốn nói vậy là sao, là những cái tật của tụi con á, thì nó không phải là tật xấu, nó là cái tật bản năng của mình. Dạ. Đó, và tụi con chấp nhận cái tật của nhau. Yeah. Đó là bởi vì ví dụ như lấy nhau 1 năm 2 năm thì còn có cái để mà cô nói này kia kia nọ, nhưng bây giờ là 10 năm rồi em. Gần 10 năm rồi, là có đứa con 5 tuổi nữa rồi mà vẫn còn e ấp. Nhìn vợ nó vẫn nè, ngồi nhìn hàng Khâm. Yêu lắm. Là biết là còn yêu dữ lắm. Thì nói nào ngay thì để mà trường tồn tới giờ phút này á, thì trước đó nó cũng phải có một cái khoảng thời gian mà hai vợ chồng phải trải qua rất là nhiều biến cố. Và hai chồng đã vượt qua được cái biến cố rất là lớn. Thì mới giờ đây mới thấy là
trân trọng những cái khoảng thời gian mà mình đã vượt qua đó. Thì thấy rằng là mình ở với nhau, mình đồng cảm với nhau, chia sẻ với nhau là cần thiết. Ok, bây giờ Khâm có muốn nói gì với vợ không? Những gì nói thì đêm qua anh đã nói hết rồi. Đêm qua luôn. Đó là dặn dò trước khi lên đây nghe. À dạ không, cho bà lên truyền hình để bà biết cái nghề của mình. Chứ còn bà không biết thì bà cứ ghen tuông, bà cứ suy nghĩ rằng là ông đứng với bao nhiêu cô gái đẹp, bao nhiêu người mẫu, rồi bao nhiêu người xinh đẹp hơn tôi, rồi bắt đầu ông ngã lòng cũng siêu lòng, rồi cái ông về ông bỏ vợ con tôi. Cái đó là nỗi niềm của bà mà bà khóc hoài, là cứ điện thoại hoài cô. Dạ, quay cũng không yên, mà mình gặp bạn cũng không yên. Đó thì mong rằng là hiểu con hơn trong cái lúc mà con đi làm. Biết là thương là ghen, yêu là ghen, nhưng mà ghen nó có lý một chút xíu. Đó là vậy thôi. Cô nói với con nè, sau ngày hôm nay thì cả nước biết là con là vợ của Lê Khâm rồi. Đúng không? Mà Lê Khâm thì thực sự nếu mà con có tiếp xúc với những người lớn mà đã làm việc chung với Khâm á, kể cả từ đàn anh rồi đàn chị, đàn cô, đàn chú, đàn bác nữa, thì ai cũng có một cái nhận định chung giống nhau là Khâm nó hiền, nó ngoan, Khâm nó không có lăng nhăng. Thành ra nó chỉ có duyên dáng ngầm ở nó nói chuyện thì mọi người cười ré lên rồi này kia nọ các thứ thôi. Nên con đừng có ghen chi cho nó mệt mỏi. Mệt con mà mệt nó luôn, hiểu không? Mệt cả hai cô. Là 9 năm rồi, có gì nó cũng đã bung rồi. Dạ đúng. Dễ gì mà giữ được tới 9-10 năm. Anh nói câu đó hay á. Dạ em cũng nói với bà mỗi lần bà ghen, tôi có gì nếu mà có là bây giờ lòi rồi. Sao giữ được cái kim mà bọc gì mà 10 năm mà bọc ra nổi. Con có mong muốn vợ con thay đổi một chút gì nữa không? Dạ thì cũng mong rằng là nóng hay là suy nghĩ thì nó cũng suy nghĩ cho tường tận một xíu. Có gì thì mình cứ từ từ, cũng là cái lời nhắn nhủ của chính con. Tại vì đôi lúc mình giận đó, con mình không có kìm lòng được. Thì bà cũng vậy thôi. Con hạnh phúc là gì? Là vợ con chăm con rất là tốt. Thậm chí là lúc mà con bệnh hay lúc mà con mệt mỏi này kia, bà cũng chăm con y như chăm con vậy đó. Thế là con vui. Em thì có mong muốn chồng mình thay đổi điều gì không? Dạ không. Không, cứ vậy ha. Cứ vậy. Anh hay là của em nghe. Thôi trước khi kết thúc chương trình, anh xin chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn coi như là hiểu nhau và quý mến nhau, cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dạ cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn. Tự giới thiệu, em tên là Ngô Tấn Đại, em đến từ Quảng Ngãi ạ. Còn em? Dạ em tên là Phan Thị Hà Trâm, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Trâm nay nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi ạ. Tụi em giờ ở đâu? Dạ tụi em đang công tác và làm việc tại Phan Rang Ninh Thuận ạ. Rồi là từ Phan Rang Ninh Thuận vô đây? Dạ. Đáp máy bay vô đây. Dạ, đi xe đò ạ. Trước tiên là xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Rất cảm ơn. Đại và Trâm là hai người gặp nhau ở đâu và cơ duyên nào khiến cho hai bạn gặp nhau và nảy sinh tình yêu? Dạ thì vợ chồng em là làm cùng một công ty ở Đông Nai ạ. Em thì làm trước chồng em, sau đó chồng em vào là làm nhân viên thực tập. Thì trong cái đám nhân viên thực tập đó là ai cũng gọi em là chị cả, tại vì là chồng em sinh năm 92 thôi, thua em một tuổi, thì em cũng xưng với mọi người là chị. Chỉ có riêng chồng em á là không có xưng chị với em. Thì em cũng thấy cái thằng đó nó vừa lùn, vừa xấu, vừa mập mà lại còn nói ngáng ngược với mình nữa, thì cũng ghét thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Không ấn tượng mà ấn tượng đầu tiên là hơi ghét đúng không? Ghét đúng không? Bây giờ Đại kể tiếp đi. Lần đầu tiên em gặp vợ em thì em có rung động cái buổi đầu tiên mà gặp mặt cô gái này? Dạ, ấn tượng đầu tiên với vợ em thì em chỉ chốt lại một chữ à, là ghét. Sao hai người cùng ghét nhau vậy? Dạ tại do là cái tính chất công việc thành ra là không có hợp tính nhau. Thì em là làm ngoài thị trường, còn vợ em là làm văn phòng. Đôi khi ở văn phòng thì cần thế này thế kia, hơi rập khuôn một chút, nhưng thị trường thì mình cần linh động, thì dẫn đến là hơi bất đồng về quan điểm. Dẫn là hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó, là rất là ghét nhau. Nhưng mà ghét nhau thì tại sao cuối cùng lại thương nhau? Dạ đó là chuyện tình chó và mèo, cho phép vợ kể đi. Chó và mèo. Dạ nói chung thì lúc ở Đông Nai thì hai đứa không ưa gì nhau rồi, nhưng mà công ty em là có một chi nhánh ở Ninh Thuận thì chuyển em ra ngoài đó. Lúc thì được khoảng 2 tháng thì chồng em cũng làm từ Bình Thuận cũng chuyển ra Ninh Thuận. Mà ở Ninh Thuận thì chỉ có 3 anh em, đó là anh sếp em với chồng em. Thì anh sếp thì có gia đình hết rồi, nên là cũng chẳng có ai để chơi cả, không có bạn bè người thân gì hết. Thì có một bạn đồng nghiệp ở đấy, thì lâu lâu cũng đi hẹn hò cà phê cho vui thôi, chứ chẳng ưa gì nhau hết. Mà
cứ hề mà ai mà nói đồng đến hai đứa là hai đứa cứ nói móc nói xỉa nói nhau ghê gớm lắm. Mà chồng em á, con trai mà nói điếu ghê gớm lắm. Em lúc đầu mới gặp là em chẳng thích cái gì hết. Rồi sau cũng được một thời gian cũng hay đi chơi với nhau rồi chửi nhau. Em thấy chửi nhiều quá nên lâu dần cũng có tình cảm rồi dần đến là thích nhau. Nghe hiểu không? Chửi nhau rồi một thời gian đó, hiểu. Người ta là nói về nhau tốt thì cũng có tình cảm đấy, chửi nhau cũng có tình cảm. Chửi là từ từ quen là thương nhau đúng không? Có nghĩa là em cũng có cái cảm giác giống như vợ em không? Mình cua răng với nhau lâu quá rồi cái tự nhiên thành ra là nếu mà bữa nào mà không gặp để mà chửi lộn mà thấy nhớ nhớ thương thương đúng không? Dạ không. Cái bắt đầu từ lúc mà được lọt vào mắt xanh của em á là trời ơi lọt vào mắt xanh của em á ra đây cho chảnh nghe là ngày bố chồng ấy ông bố vợ á là ông mới đi đám cưới trong Nam, ông ghé đó ông chơi thì vợ mới nhờ là cho ông vào ở chung với em một vài ngày. Thì trong những ngày ông ở chung rồi khi bố ra thì cũng đưa ông đi chơi tham quan các cái điểm du lịch ở Ninh Thuận. Thì trong quá trình đi thì mình thấy cái phong cách của vợ là phù hợp với cái đối tượng mà mình đang tìm kiếm cho nên là mình có cảm tình từ đó ạ. Nói chung là phải cảm ơn ông bố vợ. Tức là nhìn cái cách mà vợ đối xử với bố, tự nhiên em cảm thấy đúng cái người mà em chọn lựa đúng không? Phải có lý do chứ. Đâu phải tự nhiên mà gây lộn mà yêu nhau được ta. Tụi em quen nhau bao lâu thì dạ, cưới? Chưa tới 2 tháng. Trời, chưa tới 2 tháng hả ta? Sao nhanh dữ vậy? Dạ, cưới sớm là do em hết. Là tại do là em thấy cô nàng này thì cũng ok. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 5, 3 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Để em nói về vấn đề em bé. Rồi, tiếp. Nói chung là cũng không phải là mê tín, nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình Vợ Chồng Son trước rồi. Thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một ông lời nguyền vậy đó. Dạ. Như một lời nguyền vậy là hễ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ sớm có em bé và có em bé ngay á. Nên là tụi em cũng mong anh Quốc Thuận có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy. Trời ơi Thuận ơi. Hết rồi. Ê, có khi nào mà ở châu Âu người ta thỉnh luôn mà chúc ra cái chồng con ông trời. Ông Phúc. Rồi, chút nữa anh sẽ chúc nghe. Rồi bây giờ trước khi anh chúc thì anh muốn nghe cái lời tâm sự của các em sau khi cưới nhau về thì vợ em cô ấy có tật xấu gì không? Về tật xấu mà nặng thì cũng chưa gọi là nặng quá, chỉ có một số cái mà gọi là cũng chưa vừa lòng mình thôi. Nói chung không có nặng quá mà nặng nề thôi đúng không? Dạ. Tại vì sống chung với nhau thì mới thấy ra vấn đề là vợ chồng em còn chưa ổn định được công việc nhà. Là vợ em rất hay xô bì cái vụ công việc nhà. Thì đôi khi em đi làm về á, mình mệt, mình nằm đó, mình bấm điện thoại, chờ cơm ăn. Mà mình không xuống phụ bà nấu là chắc chắn là bà cứ cầu nhau cử nhử. Giống như bắt mình phải làm vậy đó. Thì em cảm thấy không thích cái chỗ đó cho lắm. Cầu nhau. Dạ. Rồi thứ hai nữa là đôi khi cái cách nói chuyện vợ em á là chưa có hay. Thí dụ đi. Ví dụ như không có nói như em mà nói không có để cho người khác có cảm tình. Sao nãy giờ anh nghe nói chuyện đâu có gì đâu mà anh thấy không hay. Dạ, tại vì ở đây là em đang nói là vấn đề ví dụ như trong công việc của hai vợ chồng cùng công ty thì nó có xảy ra một số vấn đề gì đó. Thì đôi khi cái cách giải quyết em nói chuyện thì người ta nghe đôi khi là cái sai của mình nhưng lại mắc lòng người ta. Nhưng vợ em đôi khi cái sai của người ta nhưng nói người ta lại không chịu. Thì đó là cái cách mình trình bày diễn đạt á. Tại là do thế này nè. Anh khéo đúng không? Dạ, anh khéo. Nói em về là do thế này nè. Tại vì á, em là công việc thị trường. Mà công việc thị trường là thường tiếp xúc với khách hàng. Mà khách hàng cứ mỗi lần gọi điện đến là phàn nàn thế này thế kia. Mà trong khi là em thấy cái việc phàn nàn đó là chồng em đúng. Cho nên là em mới cãi tay đôi lại với khách hàng. Thì khách hàng sẽ dẫn đến là khách hàng sẽ không ưa gì chồng em mà không lấy hàng của công ty bên em á. Còn chồng em sẽ mất đi sản lượng. Mà em đánh kiểm soát được nổi nóng tức là do vì em thương chồng em cho nên là em mới cãi với họ. Vậy mà chồng em cứ mỗi lần như vậy là về là lá em là nói em không khéo thế này thế kia, không giúp đã không giúp được anh ấy thôi còn phải anh nữa. Rồi vậy thì cái tật xấu của ông xã em là gì? Ôi cha, lấy về rồi em mới biết là quá trời nhiều, quá trời nhiều. Ôi, quá trời nhiều, quá trời nhiều. Chồng em là vừa giá trưởng vừa khó tính. Ví dụ như là khi mà em ra khỏi nhà là không bao giờ cho em mặc một cái gì mà hở háng này, rồi là mặc váy cũng phải đến bắt cá chứ quá đầu gối là cũng không cho. Đi biển là không bao giờ mặc bikini, bỏ cái bikini ra khỏi cái suy nghĩ đấy cả. Nghĩa là đi tắm biển phải mặc đồ bộ. Đó. Đúng, dạ đúng. Nhưng mà nó đúng luôn kìa. Đúng rồi. Nhưng mà áo là áo phải dày nữa cơ. Đồ bộ mà áo mỏng cũng không cho nữa. Trời ơi.
như vậy là bản đồ người nhái chứ không được. Rồi đi ăn tiệc là cũng phải kính cổng cao tường đúng không? Dạ. Ui, đi ăn tiệc thì chồng em cứ bắt em phải mặc bộ đồ áo vét này, rồi là nếu mà mặc váy là cũng phải mặc váy kiểu bó sát người, rồi là kiểu đến nỗi mà em đi ra đường mà mấy người hàng xóm kêu là như kiểu mẹ của cô dâu vậy đó. Trời ơi, phụ huynh của cô dâu. Em buồn gì đâu, con gái ra đường thì cũng mong là đẹp đẹp mặt thì cũng đẹp cho chồng chứ đẹp cho ai mà không cho. Rồi chồng em có bắt em bịt mặt không? Bịt mặt thì không. Lúc yêu thì sao? Lúc yêu chẳng thể nói gì hết, tại vì yêu cũng được có 2 tháng thôi, nên là mỗi lần đi cà phê hay hẹn hò thì em thích mặc thế nào là mặc. Ôi, trước khi mà lấy chồng là đồ em rất là xì tín trẻ con, rồi là cũng mặc váy xòe này kia. Còn từ khi lấy chồng về á, trong nhà chó mặc một cái gì liên quan đến váy vóc như vậy hết. Ủa vậy thì ở nhà thì sao? Phải ăn mặc phải kính cổng cao tường giống vậy không? Dạ không, ở nhà thì thoải mái. Tưởng đâu bắt mặc đồ bộ rồi chùm mặt hay sao? Rồi đi ngủ có được mặc đầm ngủ không? Chồng em không thích em mặc đầm tí nào hết. Nói là mặc đồ bộ cũng được, chứ con cứ mặc đến đầm vậy là nói dẹp mấy cái bộ đó đi. Gì bữa nào xấu? Em vừa lòng không đi, em đi ngủ em mặc đồ vest. Cho ông vừa lòng đó. Áo cổ lọ cũng được em. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Áo len nó cổ lọ đấy. Còn tính xấu gì nữa không? Chồng em cũng có tính sĩ diện cáo nữa. Ví dụ trước khi lên nó có nói thôi em nói xấu ý, anh ít ít thôi, đừng có nói nhiều. Trời. Rồi là ví dụ như đi ra đường mà em có lỡ tay đánh yếu thì nó nhẹ nhàng một xíu nha, về nhà ông láng ấy, ông kêu thế này đấy, em về nhà thì em thế nào cũng được, ra đường gì mà em đồng tay đồng chân à, anh em giữ thể diện gì cho anh hết. Nhưng mà khi ra đường chơi với bạn bè thì em thấy chồng em vui vui nên em cứ đánh một cái như vậy. Mà có một lần em đánh ngay trên đầu á, về ông lá qua trời dần rồi mấy ngày luôn. Trời ơi. Nhiều mà. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi gì nè? Em mong muốn em sẽ thay đổi điều gì? À, chồng em còn có một cái tật đó là hút thuốc rất là nhiều nữa. Mà đến mức mà em phải nói với anh là anh thề đi, anh đã cùng nói rồi nhá, nhưng mà anh không bỏ được. Thì em cũng mong là chồng em có thể bỏ được. Bây giờ xin cắt ngang cái, hồi nãy em nói là em mong muốn đến đây là cũng vì là nhờ anh chúc em sẽ có được em bé đúng không? Vậy thì bây giờ trước khi anh chúc, bây giờ chồng em chúc nữa cũng phải hứa. Tại vì bây giờ tôi có chúc 1000 câu chúc đi nữa cũng khó lắm. Tức là phải bớt thuốc, cái thuốc đó là một cái nguyên nhân mà chậm có em bé đó. Đúng vậy. Đó, nó nghe là thôi bây giờ chồng á bớt hút thuốc đi để mà có em bé. Đó là cái mà vợ mong muốn ha. Rồi bớt gia trưởng lại một chút xíu. Cái thời buổi này á mà chồng gia trưởng là nó cũng bị lỗi thời rồi. Phải sẻ chia, phải luôn luôn trong đầu mình phải có một cái bình đẳng với vợ. Thì bỏ được cái tính gia trưởng thì mình sẽ thấy là những cái việc làm của vợ mình nó rất là bình thường. Thì mình sẽ cảm thấy mình nhẹ đầu á. Tại vì em biết không, thực ra chị nói nhỏ thôi, những người mà có tính gia trưởng là dễ bị suy diễn. Nếu mà không nói ra được thì bực bội rồi, hút thuốc. Thì tất cả những cái điều đó nó đều làm em bị ức chế về đầu óc. Cho nên em không thoải mái trong tất cả mọi chuyện. Thì cái vấn đề mà em muốn có con á, là em phải xả hết. Em phải vui vẻ thì mới dễ. Cái đó là chị nói thiệt. Nó đi về tính cách á, cho nên xả đi em. Lúc còn chưa muộn, lớn tuổi hơn xíu nữa là xả cũng khó nữa. Đó, thì giờ chị chỉ muốn vậy thôi. Còn bây giờ anh Bin anh chúc nè. Nhưng đây thì tôi cũng muốn nói luôn, không riêng gì với cặp vợ chồng của bạn, mà các cặp vợ chồng nếu mà sắp tới mà có đến đây tham gia chương trình mà muốn nhờ ông Mụ Thuận tôi là chúc có con á, thì trước tiên tôi có một yêu cầu là anh chồng đó anh hứa anh phải bỏ thuốc lá thì tôi mới chúc, thấy không? Thì giờ thôi nhân đây anh muốn em có một lời hứa với vợ em. Thì anh cũng hứa với em là anh sẽ cố gắng giảm hút thuốc và sẽ bỏ. Sao lại giảm? Bỏ chắc chắn phải bỏ luôn. Bỏ luôn đi. Sao lại giảm được? Thôi, nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về các em sẽ có một tin vui. Sẽ có một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh ra đời. Chúc hai vợ chồng luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé.